Hồ Hoài Anh mất tất cả sau loạt bê bối, Lưu Hương Giang chua xót ẩn ý chuyện ly hôn. Dòng trạng thái buồn bã công khai vì chỉ sẵn lòng hy vọng cho mẹ và các con, Lưu Hương Giang được nhiều người cho rằng đang ẩn ý việc đã ly hôn với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hậu bê bối ở trời Tây. Kể từ khi Hồ Hoài Anh vướng ồn ào ở Tây Ban Nha, Lưu Hương Giang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả, công chúng không khỏi thắc mắc liệu sau tất cả những bê bối chấn động này của ông xã, Lưu Hương Giang sẽ vẫn sẵn lòng tha thứ và tiếp tục cuộc hôn nhân với nam nhạc sĩ. Trên mạng xã hội, Lưu Hương Giang không có bất cứ động thái nào dành cho chồng. Vừa qua, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải dòng trạng thái mới nhất kèm hình ảnh chụp chung với mẹ ruột và hai tiểu công chúa Mina, Misa. Đăng tải khoảnh khắc gia đình bình yên vui vẻ trên bãi biển và hoàn toàn vắng bóng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang trải lòng về khoảnh khắc bên người thân. Bà mẹ hai con đính kèm những dòng chú thích đầy ẩn ý. Cô viết, trên đời chỉ có hai người mà ta có thể hy sinh vô điều kiện, đó là người sinh ra mình và người mình sinh ra. Động thái này của Hương Giang bị nhiều người cho rằng cô đang ẩn ý việc đã chấm dứt với chồng hậu ồn ào. Giờ đây người mà cô sẵn lòng hy sinh chỉ còn mẹ và các con của mình, chứ không phải sự hy sinh cho người chồng phụ bạc. Nhiều người tràn vào hỏi thăm tình hình gia đình của cặp đôi nghệ sĩ. Trong câu nói của mình, Lưu Hương Giang thể hiện tâm trạng nặng trĩu, hoàn toàn không nhắc gì đến ông xã Hồ Hoài Anh. Từ sau ồn ào đời tư của chồng, Lưu Hương Giang thường xuyên đăng tải khoảnh khắc tâm trạng. Trong những bài viết trước đó, cô thể hiện rõ cảm xúc buồn bã của mình. Khi thấy chán nản, nghĩa là đang sống cho quá khứ. Khi cảm thấy lo lắng là đang sống cho tương lai. Nhưng khi cảm thấy bình yên chính là lúc đang sống cho hiện tại. Dạo này nhiều nếp nhăn hơn nên chỉ dám để mọi người ngắm nhìn từ xa. Trong ngày, hai con gái nhỏ tụ trường, giọng ca Đừng Ngoảnh Lại cũng tâm sự nỗi niềm của cô. Nữ ca sĩ viết, được mất trên đời đều có sự an bài của số phận, dù có ra sao cũng bình thản đón nhận. Dù là trời mưa hay nắng thì cuộc sống này vẫn phải tiếp diễn. Bên cạnh là những người đồng nghiệp đồng hành cùng nhau trong việc theo đuổi đam mê nghệ thuật, Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh còn có với nhau mối tình gần 20 năm gắn bó. Trước đó, nữ ca sĩ từng gây xôn xao khi công khai chuyện ly hôn với Hồ Hoài Anh. Thời điểm đó, cô không nói rõ lý do dẫn đến chia tay khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Tuy nhiên sau đó, Lưu Hương Giang vẫn quay lại bên Hồ Hoài Anh vì nhận ra rằng không thể thiếu đối phương. Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh là cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt. Cả hai từng là một trong những cặp đôi sáng giá trong giới âm nhạc Việt Nam, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi cùng đồng hành trên con đường nghệ thuật và được khán giả quan tâm khi cả hai góp mặt trong vai trò huấn luyện viên cuộc thi giọng hát Việt nhí. Thời gian qua, sự việc liên quan đến nhạc sĩ Hồ Hoài Anh tại Tây Ban Nha khiến Lưu Hương Giang cũng liên tục bị réo tên vào lùm xùm này. Được biết, vừa qua nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi anh công tác sau những lỗi lầm mắc phải. Nam nhạc sĩ hiện vẫn chưa có bất kỳ chia sẻ thêm sau khi dính ồn ào. Hồ Hoài Anh sinh năm 1979 trong gia đình có truyền thống âm nhạc. Anh theo mẹ học đàn bầu từ nhỏ, từng đi biểu diễn nước ngoài khi mới 13 tuổi. Về sau, anh nổi tiếng hơn với vai trò sáng tác, viết nhiều ca khúc như Dẫu Có Lỗi Lầm, Tình Yêu Muôn Màu, Nối Tiếc, Cô Gái Tự Tin, Với Anh, Gánh Hàng Rau, Rơi, Bánh Trôi Nước và nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Từ đó đến nay, Hồ Hoài Anh luôn được xem là một trong những cây đa cây đề của làng nhạc Việt. Tuy nhiên, sau những bê bối gần, Hồ Hoài Anh chắc hẳn sẽ mất tất cả và con đường quay lại với nghệ thuật dường như là không thể.